Rồi, con tên là gì, được tên gì? Dạ, con tên là Du Xe Lưỡng Văn Lý. Con được ơn chú ban là con chữa cái bệnh phổi của con. Cách đây 3 năm con chạy xe bị té. 2 tháng sau con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói con là bị dịch tràn màng phổi. Nên con chạy chữa đủ nhà thương hết. Con đọc kinh cầu xin với Chúa cho con được mạnh giỏi đi, đừng có cho bệnh hoạn gì nữa. Rồi Chúa cũng nhận lời con, Chúa cho con hết bệnh. Rồi qua hai cái chân của con, tối ngủ một đêm tới sáng, cũng cách đây nửa tháng à, hai chân con nó bị đột quỵ luôn. Con đứng lên không được, con chỉ kêu hai tiếng Chúa ơi cứu con. Rồi con cứ xuống tới nhà thương ở dưới, thì trở khoảng tới chiều lại, con uống một viên thuốc, tự nhiên con đứng lên con đi bình thường. Hallelujah. Rồi con ở đâu làm sao con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây để nhất ơn và tạ ơn. Dạ, con có mấy người chị ở hàng xóm chỉ cho con một cái máy. Rồi con nghe lòng Chúa thương xót, rồi nghe về cha giảng. Con ở đâu? Dạ, con ở tỉnh Đồng Nai. Ở máy Đồng Nai. Đây cha gửi tặng cho con cái kho tàng nha. Đây là một cái kho tàng 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Toàn là những viên ngọc, toàn những kho báu mà những người khác họ không nhận ra được đâu. Họ cứ nghĩ rằng là đến đây phải được 100 đô hay là đến đây phải được ổ bánh mì mới là quý. Còn họ đâu biết được rằng là đây là những viên ngọc quý hơn tất cả. Đó là những phương tiện để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Máy, sách, ảnh, suối quả, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Còn con